new hero. Who is this guy? Ooh, a purple. And we got a blue. Okay, go ahead.
Hoping this guy burns. Come on. Burn. Come on, did we get it? Battle won. Oh.
Chú Lục đến đâu rồi anh? Đúng rồi đây. Đi giống quay nhỉ? Đi giống về ông gọi nhỉ? Bây giờ chú về chỉ chạy qua công ty nào? Ok, để gọi xem.
hay lắm là phần 4 tỷ cơ lại ra. Đồ chạy của công ty xem là xếp ở đấy không, ngoài xếp ra luôn. Nếu mà về chưa không biết đi. Sợ nó bung đá hay gì vậy? Đúng số lô nha, nó thí nghiệm mà đúng số lô rồi cho nó túi rồi.
cho tưới mà. Hả? Cho tưới mà, có sao đâu. Nếu mà nó chậm, nó chậm một xe. Một ngày nó chưa có hai xe à? Đâu, cái ngày trước này nhớ, ngày kia này. Đâu. Nó hôm mà nó nhập lô là nó chiều cho tưới. Nhập đúng lô rồi, thí nghiệm đúng cái lô đó mình cho tưới luôn. Thì đúng rồi gì đó. Thì hôm đấy đúng. Hôm đấy nhập đúng không? Sáng nhập đến trưa cho nó tưới gì đó. Chứ đâu phải là cấm một ngày đâu. Nó nhập lúc đầu nó nhập về cái là mình chưa cho tưới đây. Có để anh em mình có bí ra nè, là do là chú ông là thầu, ông sai là sai vấn đề gì, có mẫu vật liệu đồ vào á là tối thiểu anh phải đã trước từng tuần, trong quá trình một tuần đó ví dụ anh không nhập mẫu á thì anh tổ chức cho anh em ví dụ bên chỗ đợi vị mình tư vấn giám sát, bên chỗ thứ tư tới người chú ví dụ là mà đúng nguyên tắc là anh phải lấy giờ với ông Lâm nữa, ông Lâm của ông nói sao mà nó như là chuẩn bị, muốn làm bất ngờ quá mà nó không có chuẩn bị á. Đúng rồi, nó báo mình. Để phải làm lại khối lượng sỏi đó, trừ ra khối lượng sỏi. Bây giờ có khủng khác rồi, cũng từ đâu về cho ông cái thịt viên. Xem cái báo cáo mình cấp được không? Rồi dự ứng rồi, cấp từng cái chất quán này. Giờ nó... Mình có cái thứ này, cầm mày nốt rồi, có chuyện. Tôi bảo nó cắt luôn gì đây. Ở những chuyện anh em vẫn cắt xuống trước mà công trình mà không có làm thì ngày xưa chú Bảy ấy, làm thiếu cái gì nó cắt luôn, thiếu cọc tiêu mình cắt nó gì thiếu cái này, ngày xưa làm mấy 757 ấy cọc tiêu đếm luôn ấy, 60 cái mà có 58 cái là trừ luôn hai cái cắt luôn mày không làm lại cái khung lượng sỏi đi làm gì cái báo mình thiếu cái chứng cắt trong cái quán ấy mà đơn giản mà em cắt suốt mà em làm chương trình em cắt mình gốc ta gì đâu mà cứ cắt một số lượng luôn có đơn giản nó cắt luôn chứ không em thu đó cắt mà cắt thành quán này anh có số lượng cứ quán tiếp mà cắt được rồi đâu có cái mấy cái thùng cắt chết vậy nên được bắt chết vậy thì này cái thằng chủ nghe tiếng nào cũng bị đòn có thể là do thực tế ông ấy thì cái này rút ngắn hơn nhá thử sát thằng kỹ đó cái nhà Thank you.
sang nhờ. Tú là bị nặng nè.